Sáng 9 tháng 11, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã thâm nhập vào một số cơ sở sản xuất cơm cháy Trà Bông trên địa bàn ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Tại đây, hình ảnh đập vào mắt phóng viên là cơm được cắt thành từng miếng vuông, phơi đầy tại khu vực nhiều rác thải, đọng nước, gần mộ, gà vịt chó mèo đi lại. Thỉnh thoảng gà bay lên vỉ phơi vô tư mổ cơm. Không chỉ vậy, cơm còn được phơi trên nền đất gần chuồng nhốt gà vịt chó mèo thoải mái qua lại. Khu vực chế biến cơm cháy Trà Bông đầy bụi bặm, mạng nhện và mồ hóng bám đầy tường. Nhân viên mặc quần đùi ngồi chồm hổm dưới đất nạy từng miếng cơm trong vỉ nhỏ rồi đặt vô vỉ lớn để đầy bụi bặm. Chó gà thì vô tư qua lại khu vực sản xuất cơm chiên, thỉnh thoảng đập cánh hoặc bới đất, khiến bụi bay tứ tung bám vô các vỉ cơm. Dầu chiên cơm thì đen xì được đựng trong chảo to, sử dụng dụng cụ chiên cơm đã cũ kỹ, cáu bẩn. Chủ cơ sở cho biết, Trà Bông được mua với giá 75.000 đồng một ký và có nguồn gốc hẳn hoi. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được xem giấy tờ chứng minh nguồn gốc Trà Bông thì chủ cơ sở nói không có. Chủ cơ sở cho biết, cơm cháy Trà Bông được mang bỏ mối ở các quán nhậu với giá 3.000 đồng một gói. Ngoài giấy phép đăng ký kinh doanh, chủ cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên. Theo tiến sĩ Thế Đồng, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dầu ăn đã sử dụng chiên thực phẩm nhiều lần sẽ có màu đen, chứa nhiều độc tố gây ung thư. Bên cạnh đó, cơm cháy không đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ sinh nấm mốc, chứa độc tố gây ngộ độc thực phẩm và ung thư.